Thưa quý vị Phật tử, trong chủ đề ngắn này, chúng ta có năm ý khi nói về bổn phận của người Phật tử tại gia. Thứ nhất, khi từ nhà đến chùa, chúng ta phải khởi tâm cung kính Phật, tôn trọng chư tôn thiền đức tăng ni. Thứ hai, khi khởi tâm cung kính và có mục đích đến chùa, trước hết chúng ta phải chí thành, chí kính lễ Phật, sau đó lễ xá chư tôn thiền đức tăng ni. Thứ ba, chúng ta phải cẩn thận lời nói, cử chỉ khi đối trước chư tôn thiền đức tăng ni. Thứ tư, chúng ta phải biết sợ tội và bòn phước khi đến chùa. Thứ năm, ngoài ra người Phật tử chúng ta cần hiểu thêm rằng nếu có khả năng cúng dường, phát tâm bốn món cần dùng đến chư tôn thiền đức tăng ni, hộ trì, y phục, thức ăn, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh. Đó là gồm năm ý trong bài pháp thoại ngày hôm nay. Thưa quý vị Phật tử, bổn phận. Chữ bổn, nghĩa gốc của nó là đầu tiên, trước hết, bổn. Ví dụ như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư, sư là thầy, bổn là gốc, có nghĩa là vị thầy gốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy gốc của hàng Phật tử, hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia. Chữ bổn là gốc, đầu tiên, trước hết, nghĩa của nó là như vậy. Phận là phận sự, là việc làm, là hành động, cử chỉ. Như vậy, bổn phận của người Phật tử tại gia là việc làm đầu tiên trước hết cần thể hiện khi chúng ta đến chùa. Quý vị Phật tử hiểu không? Hiểu không ạ? Bổn phận của người Phật tử tại gia là việc làm đầu tiên cần học khi chúng ta đến chùa. Đến chùa kính Phật trọng tăng, chắp tay thưa thỉnh, vái chào lễ nghi. Nói năng dáng đứng cách đi, sao cho điềm đạm oai nghi chỉnh tề. Có nghĩa là chúng ta ở nhà, có thể chúng ta muốn nói, muốn cười, nói lớn, nói nhỏ. Đi thì chúng ta có thể đi quơ tay múa chân, đánh đằng xa, bước dài, bước ngắn, đi một cách gọi là mất trật tự. Bởi vì chúng ta nghĩ đa phần các vị Phật tử đây cô thấy là trung lưu cả rồi, hàng năm trở lên. Có ai dưới hàng năm không quý vị? Có không? Có, đây cô thấy có vài chú tiểu nhỏ, có vài em Phật tử nhỏ. Ở đây đa phần là chúng ta hàng năm trở lên, thì chúng ta nghĩ rằng ở nhà chúng ta là bậc tiền bối rồi chứ gì. Tiền bối là phụ huynh, là ông bà, nên chúng ta thể hiện cái quyền, cái khả năng của mình. Có nghĩa là muốn nói sao thì nói, muốn đi đứng sao thì đi, muốn nằm ngồi sao thì nằm ngồi, ha, tự do, tự tại vô quái ngại, không sợ gì hết. Nhưng mà đó là vì ở nhà, vì chúng ta làm chủ ở nhà.
Nhưng khi chúng ta đến chùa, cho nên ở đây ý đầu tiên là từ nhà đến chùa, trước tiên chúng ta phải khởi tâm cung kính Phật, tôn trọng chư tôn thiền đức tăng ni. Có nghĩa là khi chúng ta bắt đầu có ý tưởng là hôm nay mình đi đến chùa, thì bước chân ra khỏi nhà là chúng ta nhất tâm về một hướng là đi đến chùa. Thì cái cử chỉ, cái việc làm đầu tiên của chúng ta đi đến chùa là khởi tâm cung kính Phật, tôn trọng chư tôn thiền đức tăng ni. Như thế nào gọi là cung kính Phật? Ở nhà chúng ta làm ông bà cha mẹ, nghĩa là không ai lớn hơn quý Phật tử cả. Mình nghĩ rằng mình ở nhà là mình là người lớn. Nhưng khi chúng ta bước chân đến chùa thì Phật là đấng tối cao chí thượng. Chư Phật là bậc mà chúng ta cần phải cung kính nghiêng mình đảnh lễ trước hết. Có không? Bây giờ trước đây khi quý vị chưa vào đạo tràng, chưa nghe Pháp, thì quý vị có khởi lên cái niệm là mình đi đến chùa là mình kính Phật trọng tăng không? Có chưa? À, A Di Đà Phật, cho trọng khóa tay tán thán công đức. Kế theo đó là chúng ta phải ân cần, phải cung kính, phải lễ bái chư tôn thiền đức tăng ni. Đôi khi cô thấy Phật tử mình đi đến chùa chỉ là phong trào, chỉ là đi đến chùa để điểm danh, chỉ là đi đến chùa để xưng danh mình là hôm nay mình có đi đến chùa, rồi mình đi nhiều chùa. Nhưng có đa số Phật tử đi đến chùa gặp quý thầy, quý sư cô không có xá chào, mà còn gọi quý thầy với quý sư cô bằng anh, bằng chị. Có không? Bây giờ mình không có thì mình phải về nhà mình nhắc nhở con em của mình. À, mình phải chỉ dạy con em của mình. Nhiều khi đến chùa thấy quý thầy, quý cô còn trẻ quá, xưng anh với xưng chị. Thật ra, cái cách xưng hô, cái ngôn ngữ cũng không phải để phân biệt là cao thấp. Chúng ta phải hiểu như thế này. Chư tôn tịnh đức tăng ni có nghĩa là các vị, các ngài đã lìa khỏi thế tục, đã hy sinh xa nhà, hy sinh viễn ly gia đình, quê hương, xứ sở. Như vậy người ta đã, các vị đã ra khỏi cái nhà thế tục rồi, có nghĩa là không đồng với hàng tại gia chúng ta. Nên chúng ta tôn trọng là tôn trọng cái đức hy sinh của quý ngài, chứ không phải vì tiếng chào, vì cái chắp tay xá chào, vì một cái cách xưng hô là bạch thầy hay là bạch sư cô, là để phân biệt cao thấp. Không phải. Chúng ta nghiêng mình kính cẩn là kính cẩn đức hy sinh của quý ngài. Còn sợ gì chúng ta còn sống trong hàng ngũ tại gia, tại có nghĩa là ở, gia là nhà. Chúng ta còn ở trong nhà tại gia là bởi vì chúng ta không lìa được, không buông được thân bằng quyến thuộc, không buông được quê hương xứ sở, không hy sinh được cái mái tóc này, không hy sinh được quần áo lụa là gấm vóc,
không hy sinh được tài sản mà chúng ta tạo ra, không buông bỏ được những thứ mà chúng ta còn yêu quý mến tiếc. Có phải vậy không thưa quý vị? Nên chư Phật là bậc thầy của nhân loại, thiên nhân chi đạo sư mà, có nghĩa là thầy của trời người. Thì trước hết chúng ta phải kính lễ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, rồi hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, phải nghiêng mình cung kính. Không thể nào chúng ta đi đến chùa mà gặp chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni rồi thấy quen quá, thường quá, cái đi ngang đụng cái mỉm cười cái rồi thôi. Hoặc có thấy quen thường quá rồi cái đi tới chùa là đi thẳng vô chùa, không hề lại Phật, cũng không hề kính xá chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Như vậy chúng ta đã làm tròn bổn phận của người Phật tử tại gia chưa? Chưa. Chưa nói đến chúng ta là đến chùa để hội nhập đạo tràng, để ngồi trang nghiêm niệm Phật. Chưa, đó là cái công phu tu tập của chúng ta. Còn bước đầu tiên chúng ta đến chùa là chúng ta phải làm tròn bổn phận. Ý thứ hai là khi chúng ta đã khởi tâm cung kính và có mục đích đến chùa để làm gì? Mục đích của chúng ta đến chùa là để làm gì quý vị? Ha? Tới chùa là để tu, tới chùa là để niệm Phật, để trao tâm sửa tánh. Cô nghe quý vị nói vậy thì đúng là như vậy. Chúng ta tới chùa để tu, để trao tâm sửa tánh. Nhưng mà ai là người sửa cho mình? Ai? Thầy chứ. Nếu mình tự sửa xong ở nhà sửa mà đi tới chùa mới sửa. Chàng ơi, rồi mình tới chùa mình tu với ai? Tu với Phật, tu với thầy. Thì mình phải cầu Phật, cầu thầy chứ. Khi trước khi cầu thì mình phải cung kính. Giống như hồi nãy đó. Giống hồi nãy trước khi mà bước vào thời pháp thì đại diện cho hàng Phật tử đúng không? Là có hai vị đến để cung thỉnh sư cô ra đây để chia sẻ Phật pháp quý vị nghe. Đó là tâm cung kính, ân cần, tha thiết. Đó, như vậy khi chúng ta có mục đích đến chùa để học Phật, nghe pháp, niệm Phật, để trau sửa thân tâm, thì chúng ta sẵn đã có mục đích đã có rồi, thì chúng ta cái mục đích đó chúng ta đem đến là đặt nơi ai? Đặt nơi quý thầy, quý sư cô, chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Như vậy chúng ta phải hoàn toàn toàn tâm toàn ý cung kính. Đừng để mình khởi lên cái hồ nghi ngờ, và đừng để mình khởi lên cái ý niệm là tới nhiều lần rồi đâm ra dễ vui xem thường. Mà cái này nếu quý vị dễ vui xem thường thì chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni có mất mát gì không? Có mất mát không? Không, mà quý vị tổn phước. Bởi vì sao? Đầu tiên á, chúng ta đến chùa lần đầu thì có vẻ chúng ta còn sợ, còn khởi lên tâm cung kính. Lâu ngày thấy quen, đâm ra dễ vui, không chào hỏi, không kính xá. Riết rồi cái mình tới chùa, cái mình thấy chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cũng như Phật tử, gặp nhau đụng nhau cũng vậy. Có không? Có. Cho nên khi chúng ta có mục đích rồi, chúng ta phải đặt để mục đích của mình vào đối tượng. Và đối tượng của chúng ta là chư Phật, chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Bởi vì quý ngài là các bậc đi trước, rồi mới đem giáo pháp của Như Lai,
đem tất cả giáo pháp, giới luật. Chánh pháp có nghĩa là những cái gì mà chánh chơn trong Phật pháp để chuyển tải, để dạy dỗ, để chia sẻ lại cho chúng ta. Như vậy chúng ta phải ân cần, tha thiết. Đừng để lâu ngày quá rồi cái tâm của mình nó khởi lên những ý niệm bất tôn kính, làm chúng ta hao mòn phước đức. Cho dẫu quý vị có đi tu nhiều đạo tràng, cho dẫu quý vị có đi tu 4-5 năm, nhưng mà quý vị chỉ cần khởi lên một cái niệm bất cung kính là những công đức từ trước tới nay xem như đổ sông đổ biển. Quý vị thấy nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Nguy hiểm. Nên chúng ta phải cẩn thận, phải nhắc nhở cái tâm của chúng ta. Đừng để cho nó buông lung, đừng để nó dễ vui. Đó, cho nên ý tiếp theo là chúng ta cẩn thận lời nói và cử chỉ khi đối trước chư tôn thiền đức tăng ni. Đôi khi chúng ta ở nhà, nhiều khi con cháu của mình nó đòi hỏi, nó yêu cầu mình, mình có thể phiền lòng, bực bội, mình có thể lớn tiếng la mắng, nạt nộ nó. Nhưng khi chúng ta đến chùa, đến chùa thậm chí đối với hàng Phật tử tại gia, huynh đệ bạn đạo cộng tu với nhau, chúng ta còn cần phải sử dụng ngôn ngữ cho từ hòa, ngôn ngữ cho nó dịu dàng dễ nghe, huống chi là chư tôn thiền đức tăng ni. Như vậy mà thỉnh thoảng cô vẫn nghe, đôi khi mình tới chùa thường xuyên rồi, cái quý thầy quý sư cô hay giao cho mình cái nhiệm vụ, hay nhờ mình cái này cái kia, rồi cái chúng ta nói chuyện với quý thầy quý sư cô giống như ngang hàng, nói chuyện đôi khi giống như là, xin lỗi, giống như là con cháu ở nhà. Có thầy, có cô, con để cái đó đằng kia, con làm này nọ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận lời nói và cử chỉ. Nhưng mà xin thưa quý vị Phật tử, quý thầy quý sư cô mà đã đi vô chùa rồi là không còn con của cha mẹ nha, con của Phật, dòng họ thích mà. Bây giờ họ Đào, họ Lê, họ Trịnh, họ Nguyễn, họ đủ thứ họ, mà vô chùa là cạo cái đầu một cái rồi, thọ giới rồi là họ thích. Còn chúng ta là hàng Phật tử tại gia, mà chúng ta vô chùa mà nói chuyện với con của Phật á, giống như con của mình. Như vậy thì cái sự tu tập của mình đủ, cái sự tu tập của mình thấy có đủ để mà bù đắp lại những cái lỗi lầm, những cái hành động cử chỉ của mình khi mình vô ý, khi mình không có chánh niệm để đối trước chư tôn thiền đức tăng ni. Cho nên quý vị thấy, chúng ta đi vô chùa phước cũng đó mà tội cũng đó. Nếu chúng ta cẩn thận thì chúng ta rất dễ bòn phước. Bởi vì sao? Chùa là nơi chúng ta có thể đến để lễ Phật nè, để lại Phật, để đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni. Đó là cách chúng ta bòn phước, rất dễ bòn phước. Rồi chúng ta có thể làm công quả nè, quét chùa nè, lau chánh điện nè, lau Phật nè, xuống cái nhà bếp có nấu nồi cơm, hoặc là chúng ta xuống nhà bếp nấu nước, hoặc là pha trà. Tất cả chúng ta làm việc gì cho chùa đều là có phước. Nhưng không khéo ở đây, nếu chúng ta lỡ mất chánh niệm và chúng ta xem thường dễ vui, thì bao nhiêu công đức phước đức nhân duyên đó nó đổ sông đổ biển hết.
Có nghĩa là bòn cũng dễ mà đổ cũng dễ. Nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đừng để công ích của chúng ta một ngày, chúng ta hy sinh cái thời gian của mình ở nhà, đồng áng, vườn rẫy. Thời gian đó chúng ta đi tới chùa, nhưng rồi lỡ trong một ngày đó chỉ cần chúng ta khởi lên một niệm vô kính, thất lễ đối với Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni là coi như ngày đó chúng ta hết phước, công đức đổ sông đổ biển. Và hôm nay chúng ta mặc dù là lần đầu tiên đến với đạo tràng chùa Phước Phú, nhưng ắt hẳn toàn thể Phật tử chúng ta ở đây cũng đã từng đi đến những đạo tràng ở các nơi chùa khác. Chúng ta cũng đã có thể cộng tu. Và chúng ta cũng đã am tường, hiểu được cái cử chỉ, cái oai nghi, cái lễ nghĩa khi chúng ta đến chùa. Có, không phải hoàn toàn đa số là ai cũng bất kính, nhưng ở đây cô muốn nhắc nhở với quý vị Phật tử chúng ta rằng sống với cái tâm ban đầu của chúng ta là quý nhất. Đức Phật có dạy sống mọi tâm không bằng tâm ban đầu. Có nghĩa là chúng ta, cái tâm đầu tiên của chúng ta khi chúng ta phát tâm đến chùa là vì kính Phật trọng tăng, chắc chắn như vậy. Phải không thưa quý vị? Khi chúng ta thấy bóng, khi chúng ta thấy hình bóng và chiếc y vàng của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, chúng ta thấy thanh thoát, thanh cao, thì chúng ta mới khởi niệm là đến chùa để được chiêm ngưỡng và sùng bái. Như vậy cái tâm ban đầu của chúng ta rất là mạnh mẽ khi đến chùa. Và suốt theo thời gian thì chúng ta đừng để mất cái tâm đó. Phải giữ tâm đó. Tại vì nếu mà chúng ta, khi chúng ta thành thói quen thì chúng ta rất dễ quên đi cái tâm ban đầu. Chúng ta phát tâm đi đến chùa là vì mục đích bổn hoài như thế nào. Đến chùa để học Phật, nghe Pháp, để tu thân, sửa tánh. Thì chúng ta học là học với Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni mà. Rồi đôi khi cô thấy, nói đây để nhắc nhở quý vị Phật tử, nếu chúng ta không có thì chúng ta hoan hỷ và chúng ta luôn giữ cái tâm đó. Đừng để mình xảy ra những cái lỗi, nó làm cho mình mất đi phước đức rất là uổng. Đôi khi cô thấy có quý vị Phật tử chúng ta đi đến chùa, đầu tiên hết là vì bổn hoài, để học tập, để sửa mình. Nhưng mà đi riết rồi thành sao? Không có sửa mình mà sửa người. Sửa người rồi sửa luôn Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Bởi vì chúng ta mang cái tâm ý và cái mục đích đến chùa để học, để tu, chứ không phải đến chùa để nhìn ngó lỗi của người khác. Mà hầu như cô thấy đây là một điều mà đa phần quý vị Phật tử có khả năng mắc phải. Cho nên sẵn đây cô kể quý vị nghe một câu chuyện hồi Đức Phật còn tại thế. Đức Phật dạy cho hàng Phật tử tại gia. Một người con gái khi xuất gia lấy chồng, về nhà chồng, đầu tiên là người con gái này
rất là thuận, tùy thuận và đoan nghiêm theo cái hạnh của người phụ nữ. Bước chân vào nhà chồng trước hết phải cung kính, lắng nghe và lễ nghĩa đối với cha mẹ chồng. Thứ hai, làm tròn bổn phận của một người vợ. Thứ ba là đi thưa về trình. Đó là một người vợ, một người con dâu mới về nhà chồng. Sau một thời gian, người con dâu này có một người con đối với chồng, tức là có một người cháu nội đối với cha mẹ chồng, thì dạy luôn chồng, chỉnh sửa luôn cha mẹ chồng. Đi thì tùy tiện, về thì ngang nhiên, không còn là đoan trang nết hạnh như ngày đầu tiên bước chân vào nhà chồng nữa. Như vậy chúng ta, cái người con gái này đã đánh mất cái tâm ban đầu. Thì tới lúc đó, lúc đầu về ba mẹ chồng rất là thương, chồng rất là mến. Mà tới khi có một đứa con rồi, đâm ra gây gỗ với ba mẹ chồng, xích mích với chồng, rồi bắt đầu cái cô con gái này mới nói, cổ không nhìn thấy cổ, mà cổ nhìn, bắt đầu cổ nhìn lỗi của những người xung quanh đối với cổ. Cổ nói với chồng á, khi đến với chồng thì cổ nói, trước đây á, em về nhà ba mẹ đâu có đối xử với em như vậy, đâu có thường xuyên la mắng em, đâu có thường xuyên nhắc nhở chỉnh sửa em, đâu có thường xuyên không có hài lòng em cái này cái kia cái nọ, mà bây giờ sao ba mẹ của anh khó quá vậy, đụng cái gì cũng la, đụng cái gì cũng chỉnh sửa, một chút không hài lòng, hai chút không ưa thích. Đó là đối với chồng, là cô, là người vợ này sẵn sàng chỉ trích và miệt thị cha mẹ chồng. Rồi khi chồng đi vắng, đối với cha mẹ chồng á, thì cái nàng dâu này lại nói, ba mẹ à, sao giờ chồng của con nó sanh tật quá, giờ chồng của con nó sanh tật, nó muốn đi giờ nào là đi, nó không nói năng gì tới con hết, giờ nó bê tha, nó cẩu thả, không lo làm ăn. Bởi vì sao? Bởi vì nó chán nản với một người vợ mà không có đức hạnh, không có mến chồng, không có quý kính cha mẹ chồng. Sống lâu riết rồi cái mình không thấy lỗi của mình mà thấy lỗi của người không à. Mà chính mình đã đánh mất cái tâm ban đầu của mình trước. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy vạn pháp do tâm. Vạn pháp có nghĩa pháp tức là muốn hiện trạng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta gọi là pháp. Nhất cử nhất động, tất cả điều gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta gọi là pháp. Ví dụ chúng ta đang chọn cái pháp môn niệm Phật để tu gọi là pháp môn. Còn hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta đụng chạm bất cứ sự việc gì xảy ra gọi là pháp hành. Như vậy vạn pháp do tâm có nghĩa là tất cả những cái gì cũng đều do tâm của chúng ta mà ra cả. Mình đừng có đổ thừa ai hết. Tất cả chúng ta khi mọi người xung quanh thay đổi cách đối xử với chúng ta thì chúng ta hãy nhìn lại mình trước đã. Cho nên nhân cái câu chuyện này Đức Phật kể là người con dâu trước khi về nhà chồng và sau khi về nhà chồng.
thì Đức Phật mới đem vào đạo. Đức Phật nói cũng vậy, người mới vào đạo tu nhân học Phật, và sau khi vào đạo tu nhân học Phật cũng sẽ như vậy nếu không giữ tâm ban đầu cho trọn vẹn. Thì cũng sẽ lần lần quên đi cái tâm ban đầu của mình, sẽ đi sai hướng, đâm ra chỉnh sửa người mà không phải là trau sửa mình như lúc ban đầu mới vào học Phật nữa. Mới đầu chúng ta vào, chúng ta thấy vào chùa, chúng ta thấy Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni hiền, đẹp, nói chuyện dễ nghe. Mới đầu chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cũng chỉ là hàng xuất gia, còn trong phàm trần. Nhưng đi trước chúng ta cũng là đang trên đường để mà trau dồi hạnh đức, tu phước, tu huệ để trau sửa. Nên trong đó cũng không sao tránh khỏi, trong cuộc sống hàng ngày không sao tránh khỏi. Nên chúng ta đừng nhìn vào đó mà chúng ta khởi cái tâm bất cung kính. Trong khi đó quý ngài vừa là hy sinh ở thế trần, vừa là có công đức xiển dương chánh pháp, công đức kiến lập ngôi tam bảo, xây dựng đạo tràng để cho chúng ta có điều kiện phương tiện để chúng ta đến hội nhập đạo tràng, trao tâm sửa tánh. Nhưng mà lần lần chúng ta đến rồi, chúng ta quên đi cái công đức đó của Chư Tôn Thiền Đức Tăng đi. Mà Phật dạy chúng ta sống làm người là phải tri ân, có nghĩa là biết ơn. Tri ơn và đền ơn có nghĩa là biết ơn và nhớ ơn. Bây giờ chúng ta biết ơn là chúng ta tôn trọng, còn chúng ta đền ơn là chúng ta phải tự tu cho chính mình, phải sửa đổi cho chính mình thì chúng ta mới đền ơn được tam bảo là chư Phật, chư Pháp và chư Tăng. Nếu như Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni không có tồn tại, không có xiển dương chánh pháp, không có hưng thịnh, thì có Phật Pháp để cho chúng ta nương theo đó mà tu học, mà trau dồi, trau sửa đạo đức nhân tâm không? Có không quý vị? Chúng ta ở xã hội, chúng ta có đi học, cũng có thầy dạy, thầy giáo, cô giáo, nhưng đó chỉ là trường đời cho chúng ta chữ nghĩa, cho chúng ta kiến thức về xã hội. Còn chúng ta đến ngôi tam bảo là chúng ta nương nhờ vào chánh pháp của Như Lai, mà chánh pháp của Như Lai để lại cho chúng ta là để lại cho Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni để truyền thừa đến quý vị Phật tử, để chúng ta nương vào chánh pháp đó mà chúng ta trau sửa nhân cách của một con người. Trường đời chỉ dạy chúng ta cái khôn ngoan, chứ ở trường đời không dạy cho chúng ta là cái đạo hạnh, cái nhân cách đúng nghĩa của một con người chân thiện mỹ. Nên chúng ta đến chùa. Chùa là nơi có thể nói hội đủ tất cả yếu tố nhân duyên thiện lành
để chúng ta thăng tiến về nhân cách đạo đức, hoàn thiện về phước và huệ. Chúng ta đến chùa để học hành từ bi, hỷ xả của chư tôn thiện đức tăng ni, đó là chúng ta đang lần lần tu phước. Và tu trí huệ là chúng ta nghe được giáo lý của Như Lai. Thì rõ ràng chùa Tam Bảo là nơi hội đủ yếu tố nhân duyên để chúng ta trao dồi phước huệ. Mà chư tôn thiền đức tăng ni chính là các vị, là người đã dày công đức để chỉnh sửa cho chúng ta. Mà đôi khi chúng ta lâu ngày quá rồi chúng ta quên đi. Cho nên cổ đức mới thường ca ngợi cái ngôi Tam Bảo, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Quý vị để ý thấy, nơi nào, một cái vùng nào mà có được một ngôi chùa dựng lên, có được chư tôn thiện đức về làm trụ xứ ở ngôi Tam Bảo đó, thì cái vùng đó bắt đầu được hưng thạnh, bắt đầu được Phật Pháp được truyền thừa, được chuyển tải, đạo đức của con người được tiến bộ thêm lên, bớt đi sự hung ác, bớt đi sự tham lam ích kỷ, tăng thêm trưởng dưỡng lòng từ bi của con người. Cho nên chúng ta thấy, khi chúng ta phát tâm đến chùa có được mục đích giữ được lời nói, cử chỉ và hành động đối với chư tôn thiền đức tăng ni, thì lúc đó chúng ta biết sợ tội và biết bòn phước. Khi chúng ta biết sợ tội là chúng ta không dám làm. Phải là biết sợ mới không dám làm. Khi chúng ta khởi lên một cái ý tưởng, có thể muốn nói lúc nào thì nói, có thể muốn làm cái gì thì làm. Khi đến chùa, ở nhà chúng ta làm như vậy được, nhưng khi đến chùa, nếu chúng ta biết sợ tội là chúng ta sẽ ngưng ngay hành động, lời nói và cử chỉ liền. Có đôi khi chúng ta ở nhà, hoặc đi ra chợ, hoặc ở giữa đời thường, chúng ta nói chuyện đông, chuyện tây, chuyện ta, chuyện người, chuyện giày dép, chuyện tóc tai, chuyện làm đẹp, chuyện áo quần, đủ thứ hết. Cái gì cũng nói được, cái gì cũng bàn tán được. Nhưng đi vô chùa, khi từ ngoài cổng chùa và chúng ta bước chân vào cổng chùa, và nếu chúng ta biết sợ tội về những điều thị phi đó, thì chúng ta ngưng ngay lời nói, ngưng ngay hành động cử chỉ lăng xăng, và chúng ta bắt đầu chánh niệm từng bước chân khi bước vào chùa. Rồi chúng ta cẩn thận lời nói, không nói lời thị phi, không nói lời làm cho người khác phiền não, là chúng ta biết sợ tội. Và từ đó chúng ta sanh ra phước đức, gọi là bòn phước. Còn đôi khi chúng ta ở nhà, vì nhà nó thường xuyên như vậy, xã hội, thế gian mà. Bởi vì thế gian cho nên nó đầy đủ hết trơn, nó tạp nhạp đủ thứ. Nếu mà nó không có tạp nhạp, nó không có lăng xăng á, là Phật đâu có gọi thế gian, Phật gọi thế ngay rồi. Hả? Cho nên mình từ cái nhà thế gian đó, mình đi vô chùa, thì bắt đầu mình chỉnh sửa mình lại cho nó ngay. Đúng không? Bây giờ mình đi vô chùa là mình ngay ngắn. Cho nên trước khi á,
Trước khi mà thỉnh cô lên đây thuyết pháp á, thì cái vị Phật tử đại diện trong đạo tràng nhắc nhở quý vị Phật tử nào đã tới giờ nghe pháp. Kính mong toàn thể quý vị là pháp phục chỉnh tề trang nghiêm, tức là mình ngay lại đó, mình ngay để làm chi? Để đối trước chư Phật, đối trước chư Tôn Thiện Đức Tăng ni. Còn ở nhà thì sao? Ở nhà mình làm gia chủ mà, cho nên con cháu nó phải chỉnh nó ngay với mình chứ, mắc gì mình phải ngay với nó hả? Rồi riết rồi nó quen. Cho nên khi bước chân vào cổng chùa là mình phải buông hết. Bước chân vào đến cổng chùa rồi, bao nhiêu toan tính thảy buông trôi, giữ thân tâm ý cho thanh tịnh, chuyển hóa ba nghiệp được tịnh thanh, là thân khẩu ý. Khi mình bước chân vào đến cổng chùa rồi, tất cả những chuyện gì thế gian gác lại ngoài cổng đi, đừng đem vào cổng chùa. Bởi vì sao? Chùa là nơi tôn nghiêm thanh tịnh. Cho nên khi mà Phật tử chúng ta, mình đi ở ngoài, mình ở ngoài thế gian đó, mình đi ở ngoài chợ, mình đi tới những cái chỗ mà nó ồn ào huyên náo đó, những cái chỗ mà tụ tập đông vui chơi, mình tới thì đâu có ai chào đón mình, đâu có ai mà chắp tay xá chào, cũng đâu có ai cung kính. Nhưng khi mình bước chân vào cổng chùa, mình mặc cái chiếc áo lam này nè, là mình con của nhà Phật, thì chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cũng hân hoan chào đón. Gọi là chào đón những bước chân sen. Bước chân sen là bước chân làm sao? Hả quý vị? Bước chân sen là bước chân làm sao? Bước chân con của nhà Phật. Quý vị thấy Phật đi là có sen đỡ chân đúng không? Chư Bồ Tát, chư Phật, chư Thánh Hiền đi có sen đỡ chân cả. Có nghĩa là sen là tượng trưng cho sự tinh khiết và thanh tịnh. Khi chúng ta bước chân vào cổng chùa rồi, chùa chào đón những bước chân sen. Có nghĩa là khi mình bước vào chùa rồi là mình đã trở thành người trang nghiêm thanh tịnh. Hạnh diện không? Hạnh diện không? Hạnh diện mà vỗ tay nhỏ xíu vậy. Mình ở nhà, mình lăng xăng, mình lận bận, mình tất bật, hối hả. Đôi khi vừa đi vừa chạy. Đôi khi ăn một chén cơm phải bưng lên bỏ xuống mấy lần ăn chưa xong. Hối hả vậy đó. Nhưng khi chúng ta bước chân vào cổng chùa rồi là trở thành gót tịnh, chân sen. Nó trang nghiêm vậy đó. Thì kèm theo với cái thân tướng trang nghiêm thì chúng ta phải, thân nó trang nghiêm thì lời nói phải hết mực dịu dàng và ân cần cung kính. Đó là thân, rồi tới khẩu, rồi tới ý. Ý thì chúng ta phải khởi lên niệm lành, niệm thiện, từ bi, bỏ tham sân. Ai đụng tới mình thôi cũng A Di Đà Phật. Đừng có ai đụng tới mình cái quay qua rồi ngoái quýt phùng mang trợn mắt, lúc đó tam bành lục tặc nó nhập vô, lúc đó còn đâu nữa là tịnh. Thân thì bước vô trang nghiêm, mặc cái áo tràng này, mình tự cho mình là Phật tử mặc áo tràng của đạo tràng chùa Phước Phú, mình đi ra cái lỡ ai có mượn đôi dép của mình mang cái dép mà tôi mới để đây có không? Tự thú đi nha, tự thú trước Phật đi. Sám hối những lỗi lầm trước đây con gì vô minh. Người ta mang đi mất tiêu có đâu nữa đòi. Nhưng mà ngay khi mình khởi lên cái niệm sân đó là mình đã mất phước rồi. Mình không, tức là tâm ý mình không kiềm chế được cái tâm sân.
Con tâm đã lánh đường nào mà con ma giận nó nhập vào đó ư? Mới niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hay dễ sợ luôn. Cái bước xuống đạo tràng cái ông Phật cũng đi mất tiêu rồi. Nếu mà có ai mà bưng cái gì, bưng dọn đồ lên, người ta đi gấp gấp nhanh nhanh, cái người ta đi ngang, người ta đụng mình, chọt mình cái là ông Phật cũng đi mất tiêu rồi. Ông đi đuôi hả? Ông tới đường hả? Trời ơi. Có không? Đó là chúng ta nhắc nhở lẫn nhau, mà phải giữ cái tâm cho nó trang nghiêm thanh tịnh. Chưa? Bây giờ chưa gặp cảnh, nói thì dễ. Chưa đụng cảnh nha, nói thì dễ đó. Đụng một cái thử coi miệng có còn hoa sen nở không? Chân có còn là gót tịnh nữa không? Biết liền. Miệng ta là đóa hoa sen, mỗi khi hé nở một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lành. Mà khi mà nó đụng cảnh một cái rồi là gió đó không phải là gió nhẹ nữa, mà là gió lửa tham sân si. Thổi vào một cái là nó cháy rụi cả rừng công đức luôn. Cho nên quý vị thấy, Đức Phật khi mà để thành một bậc chánh đẳng chánh giác á, Ngài có những tướng hạo tốt đẹp lắm. Miệng nè, mắt nè, tai nè. Sở dĩ mà đôi tai của Phật nó dài và nó tròn như vậy á, tức là Ngài nghe mà Ngài không có nhận. Cứ nghĩa là nghe ai khen, ai chê, thị phi, xấu tốt cái gì Ngài cũng cho vô hết trơn. Thì cái tai Ngài nó mới có tướng hảo đẹp như vậy. Rồi miệng của Ngài là môi tầng bà, tức là môi lúc nào cũng đỏ hết trơn, không cần phải thoa son giống như quý vị Phật tử đâu nha. Có nghĩa là cái môi của Ngài lúc nào cũng tươi tắn và điểm một nụ cười nhẹ trên môi. Đó là vẻ đẹp. Mắt của Ngài thì mắt từ bi, điềm đạm hiền lành. Và Ngài luôn luôn như thế. Còn chúng ta thì sao? Khi không, đương nhiên mắt nó đẹp, mắt bồ câu hai mí vậy đó, long lanh vậy á, đang đẹp vậy á. Mà thấy ai chê một cái, liếc qua một cái vậy nè, thành mắt, mắt to, mắt nhỏ. Như vậy có đủ tướng hảo không? Có hảo tướng không? Còn Đức Phật là luôn như thế. Cái miệng của chúng ta đang miệng trái tim vậy đó. Hả? Đang miệng trái tim mà ai mà nói xấu một cái hay là nói điều gì một cái là bắt đầu quay qua. Quay qua là bắt đầu thành Atula rồi, mặt đỏ lên phừng phừng, miệng bắt đầu chuẩn bị tư thế làm sao mà nói để lúc đó miệng hết thành trái tim rồi, nó méo mó tứ tung trái tim nó nữa. Cho nên Đức Phật luôn nói lời lành, lời từ ái, từ trong tâm của Ngài thể hiện ra. Cho nên Ngài có đủ tướng tốt, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Chúng ta thấy Phật có tướng hảo nên chúng ta vào chùa chúng ta mới lễ Phật chiêm bái, đúng không? Nhưng mà chúng ta không có học. Thấy thì thấy đó, nhưng chúng ta không biết đâu để học. Và khi đụng cảnh chúng ta không biết đâu để diệt trừ, để chúng ta đoạn lìa tham sân si, có đủ tướng tốt. Để sau khi chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta có tướng hảo trang nghiêm, thân tướng đoan trang.
mà chúng ta biết chiêm ngưỡng lễ lạy mà chúng ta không học hạnh của Ngài. Chúng ta đến chùa thấy Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni thanh thoát, nhẹ nhàng. Mà chúng ta không cố gắng học để sửa đổi, trau dồi. Sở dĩ quý vị Phật tử chúng ta đến chùa thấy Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trang nghiêm thanh tịnh là vì các ngài đã buông bỏ bớt. Do vì sự buông bỏ đó, các ngài có được sự phước báu, không có tham, bớt sân, rồi không có si, có nghĩa là vô minh. Cho nên các ngài có hội đủ các phước báo đó mà các ngài từ từ mới đi vô chùa, mới làm chú tiểu, mới làm tiểu tăng và tiểu ni á, thì ai cũng còn có buồn phiền, có giận dỗi, có ngu si, có mê muội. Nhưng từ từ nhờ chánh pháp của Như Lai, nhờ các bậc trưởng thượng đã đi trước chuyển dạy ung đúc, rồi quý vị bắt đầu sửa đổi, Chư Tôn Đức bắt đầu sửa đổi, thì bắt đầu tăng trưởng phước báu, bắt đầu có trí tuệ, rồi lấy phước báu trí tuệ đó, lấy phước huệ đó trang nghiêm tự thân và tự tâm của chính các vị. Chứ Phật đâu có cho, Phật đâu có ban bố đâu. Đâu phải là quý thầy quý cô vô chùa cái nói tu cái lại Phật riết rồi cái Phật cho đẹp, rồi Phật cho trí tuệ. Không phải vậy. Phật không có tự động ban bố cho ai hết trơn á, mà chính do mình cả. Chúng ta tu lần lần chúng ta muội lược tham sân si. Vì tham nên chúng ta mới sân, vì si chúng ta mới còn tham. Si tức là vô minh á, mà tham thì nhiều cái tham lắm. Tham đẹp, tham ăn, tham mặc, tham ngủ, tham ở, là ở nhà chúng ta cái gì cũng còn tham hết trơn. Bây giờ chúng ta vô chùa nói để chúng ta tu, thì bây giờ chúng ta bỏ nè, bỏ tham ăn, tham mặc, tham đẹp, tham ngủ, mà chúng ta tham thiền, tham niệm Phật, được không? Bây giờ chúng ta vô chùa thì chúng ta phải tham cái khác, tham tu. Thì tham tu lần lần mình mới tăng trưởng được phước đức của mình. Còn mình tham những cái thế gian đó là tham thêm tội lỗi, tham thêm vô minh, sân si, si ám. Mà khi mà mình si á, mình bị lu mờ cái trí tuệ rồi á, là nó đâu có tích lũy được phước đức. Bởi vì mình vô minh nên mình còn giận, mình vô minh nên mình còn hơn thua, mình vô minh nên mình còn đối đãi với người làm sao mà để hơn mới được, cãi làm sao mới cãi cho thắng, thua là không chịu, là vì mình vô minh. Tham, mình tham danh tiếng. Đi chùa không phải để kể lễ, đi chùa không phải đi cho nhiều chùa, hoặc là đi cho nhiều đạo tràng, tu cho nhiều pháp môn, rồi để gặp huynh đệ bạn đạo nói trời ơi chùa đó tôi cũng có đi đó, chùa này tôi cũng đi đó nè, tôi tu nhiều lắm, nhiều pháp môn, nhiều đạo tràng lắm, niệm Phật trì chú tụng kinh gì tôi cũng có hết trơn. Nhưng mà bỏ ra cái thử coi, thử coi là tham niệm Phật hay là tham sân si. Nếu mình đi mà để mình còn kể là mình tham danh, mình chấp ngã, mình còn nghĩ mình có làm những cái đó là mình còn tham. Mình đừng có kể, thì lúc đó mình mới bớt tham. Mà từ từ mình không kể như vậy, nó tập cho mình, nó huân tập cho mình thành cái thói quen là không có tham danh. Rồi có những vị đi chùa mà khi người ta ghi danh sách á, người ta ghi thiếu, ta không đọc tên mình lên á, rồi nha, xuống đây biết tôi, sao tôi có mặt mà không đọc tên tôi, khổ rứa, khổ rứa. Mà xin thưa quý vị Phật tử nghe,
Ở ngoài đời mà ai kêu tên quý vị một cái thử coi, phùng mang trợn mắt không, mà đi vô tới chùa mà người ta ghi danh sách thiếu, người ta không kêu cũng mệt nữa. Ngộ vậy. Ở ngoài đời mà kêu tên mình cái là mệt rồi đó. Tôi đâu làm gì đâu, sao tự nhiên kêu tôi. Mà vô chùa có mặt mà không đặt tên cũng mệt. Như vậy mình tu để xưng danh à? Hay là mình tới mình tu tự mình biết với Phật được rồi, Phật biết bữa nay mình có mặt là được rồi. Đúng không quý vị? Cần chi phải điểm danh, đọc danh sách lên. Mình tới chùa mình lại Phật ba lại là mình đã trình với Phật rồi đó. Mình lại Phật là mình thưa với Phật, bữa nay con gác bớt gia duyên, duyên trần ràng buộc ở gia đình, con dành thời gian con đến đây để lại Phật, để niệm Phật một ngày. Phật chứng minh gia hộ cho con được tròn đủ công đức, được trang nghiêm thanh tịnh trong một ngày niệm Phật viên mãn. Phật chứng minh lòng thành mình là được rồi. Còn mình mà đến, mình đến chùa mình nói bữa nay mình đến chùa mình tu, mà mình cần người ta phải đọc cái tên mình lên là mình cầu danh. Không biết mình tu niệm Phật một ngày đó có đủ công đức cho mình cầu danh không? Mình có chánh niệm trong đó không? Trong khi mình đang ngồi niệm Phật một ngày, mình niệm Phật một thời, cái tới khi hồi hướng công đức không có tên của mình, phùng mang trợn mắt lên là thời niệm Phật đó coi như đổ sông đổ biển. Vậy hóa ra mình ngồi niệm Phật để chờ đọc tên mình, chứ không phải niệm Phật để về với Phật. Hả? Đó là tất cả những gì mà nãy giờ cô đang nói, là chúng ta đang bòn phước, sợ tội để bòn phước. Phải bòn, phước phải bòn từng giọt nước vậy đó. Nó nhỏ vào cái ly này thì lâu ngày nó mới đầy chung. Còn chúng ta đừng có nghĩ rằng, thôi mình tới chùa mình tu lâu rồi, chút xíu không sao đâu. Mà nó, nếu nó không nhỏ vào thì khi nào mới đầy chung? Một giọt phước dù nhỏ, lâu ngày cũng đầy chung. Một việc ác dù nhỏ, lâu ngày cũng thành đại ác. Cho nên chúng ta nói nghe đơn giản, đến chùa để làm gì? Để tu. Nó rất là đơn giản. Nhưng trong cái phạm vi và cái mục đích của chúng ta đặt cái chữ tu đó như thế nào? Cái chữ tu nó rất là gọn, có chữ tờ, chữ T với chữ U thôi. Chữ tu nó rất là gọn, nhưng để chúng ta sửa thì cả một đời. Phải không thưa quý vị? Tu có phải một ngày một bữa không? Một ngày một bữa không? Bây giờ chúng ta mới biết đến chùa để tu. Nhưng mà 40 năm trở về trước là chúng ta đã tạo nghiệp chướng quá nhiều rồi. Chúng ta 40 năm về trước là chúng ta đã muốn làm thì làm, muốn ăn thì ăn, muốn nói thì nói. Đâu có ai cân nhắc chỉnh sửa mình đâu. Như vậy chúng ta đến chùa để tu trong thời gian ngắn gọn, một tháng có một ngày, đủ để bồi công lập đức cho 40 năm về trước chúng ta đã tạo nghiệp chướng chưa? Chưa. Nên chúng ta cần phải rốt ráo thật sự. Không để sơ hở một mảy may nào, không để khởi lên một niệm tà niệm. Phải nhất tâm chánh niệm, phải trang nghiêm thanh tịnh, phải cẩn trọng ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi, lời nói. Không để cho cái tâm của mình nó buông lung, không để mình phóng túng bừa bãi. Cho nên cái thói quen á, mà thói quen chưa có tốt đó, mà bây giờ chúng ta đến để trau dồi, để sửa đổi cho nó, tập lần lần cho nó thành cái thói quen tốt là khó. Nói thì dễ, xin thưa quý vị. Nói đã là Phật tử thuần thành rồi đây nè, mà khi chúng ta đến chùa đó, đến đó còn dành chỗ ngồi trước ngồi sau nữa. Đã là Phật tử thuần thành đó, bây giờ nói tôi tu lâu rồi, tôi tới tôi phải ngồi trước, ngồi sau kia không chịu.
Có không? Bây giờ ngồi trước ngồi sau gì cũng trong sân chùa, đâu có ra khỏi sân chùa đâu. Ngày xưa ngài Duy Ma Cật á, ngài ở dưới bếp nấu cơm chẻ củi phục vụ cho chư tăng thôi. Ngài đâu có lên pháp hội, ngài đâu có lên ngồi trên pháp hội để nghe pháp đâu. Nhưng mà ngài chứng quả A-la-hán trước trước những người có trong pháp hội để nghe pháp. Bởi vì cái tâm người ta đã buông hết rồi, buông hết. Bây giờ một ly nước này, nếu trong ly nước này là nước đục thì chúng ta phải đổ ra ta mới chứa đựng nước trong được. Bây giờ trong tâm này còn vẫn đục, có nghĩa là còn trong tâm quý vị còn tham sân si thì pháp làm sao chứa vào được, đúng không quý vị? Quý vị hiểu không? Cho nên chúng ta tu một ngày làm sao phải rốt ráo, phải thanh tịnh để gột rửa 40 năm chất chứa tham sân si tạp nhiễm. Ly nước đục mà không đổ nó ra, không loại trừ tham sân si thì làm sao mà có chánh niệm nó lọt vào. Mà ngài Duy Ma Cật, ngài ở dưới bếp, ngài chánh niệm trong chẻ củi và nấu cơm gánh nước cho chư tôn đức tăng ni, mà trong khi chẻ củi nấu cơm gánh nước đó là ngài không bao giờ khởi lên phiền não, mà ngài sanh tâm hoan hỷ nghe từng dòng pháp, lắng nghe từng dòng pháp, rồi ngài chứng ngộ. Và ngài nghe thì ngài có thực hành trong đó, thực hành thì ngài mới chứng ngộ. Chứ nghe không mà không thực hành, nghe suông không thì làm sao mà chứng ngộ. Thì cũng vậy, chúng ta mang một tâm niệm là đến chùa để tu, thì chúng ta làm sao khi nghe pháp thì chúng ta phải hành, phải sửa. Tu là sửa, là gột rửa. Mà mình đến chùa là mình phải để mình coi cái thân mình như rác, như rơm, như cỏ gì đó, để cho chư tôn thiền đức tăng ni gột rửa mình mới được. Còn mình tới mà chư tôn thiền đức chỉnh sửa mình cái mà mình thấy không được là chưa được, là không phải đến chùa để tu, để sửa. Mình phải trong tâm ý của mình đến chùa để tu thì mình phải sẵn sàng chuẩn bị tâm lý đến chùa để cho chư tôn thiền đức tăng ni gột rửa mình, bởi vì quý ngài là bậc đi trước. Bây giờ có hay không gì mình đến chùa, mình có hay không mình tự biết. Và chư tôn thiền đức tăng ni gột rửa mình, dạy mình, nếu nếu mình không có thì mình phải trưởng dưỡng đạo tâm làm cho nó không có liên tục. Còn nếu mình có thì mình phải khắc cốt ghi tâm để mà chỉnh sửa trau dồi. Chứ còn mình tới chùa mà thầy nói một tiếng, trò nói một tiếng là xong rồi đó. Là có phải tới chùa để gột rửa không? Tới chùa để mà tay đôi với chư tôn đức tăng ni. À. Như vậy mình tới chùa để gột rửa hay mình tới chùa để mình tạo tội nữa? Mình tạo thêm nữa. Dạ thì cũng có người. Cho nên mình nghe là mình nghe là để mình thâm nhập, mình hành trì. Ngoài ra tất cả những cái yếu tố để chúng ta trau dồi sửa đổi, ngoài ra làm người Phật tử chúng ta cần hiểu thêm rằng chúng ta phải phát khởi thiện tâm, phát khởi thiện tâm. À, cúng dường bốn món cần dùng, tức là hộ trì tam bảo, hộ trì chư tôn thiền đức tăng ni. Bởi vì khi quý ngài đã xả thân cầu đạo, đã hy sinh, tức là không còn làm việc không còn làm việc xã hội, không còn làm việc buôn bán để tự mình kiếm kế sinh nhai, thì bốn món cần dùng là thức ăn, áo mặc, giường nằm và dược phẩm trị bệnh là thuốc. Thì bốn món tối cần đó là hàng Phật tử tại gia, nếu chúng ta có khả năng thì nên hộ trì cho chư tôn thiền đức tăng ni để quý ngài yên tâm tu học
trau dồi chánh pháp để xiển dương chánh pháp lại cho hàng hậu học chúng ta. Tùy theo khả năng. Bây giờ mình không có tịnh tài trong bốn món đó thì mình cúng dường thời gian. Mình vô chùa mình hỗ trợ cho quý ngài, ví dụ như làm công quả, nấu cơm, làm những việc quét dọn, làm cho khuôn viên của đất chùa trở nên sạch sẽ, trang nghiêm, thoáng mát. Quý vị đến chùa quét chùa không phải là mình quét là mình nói mình quét cho chùa đâu nha. Mình làm cho mình đó. Mình làm cho cái vườn tâm của mình nó sạch sẽ. Và đến chùa, khi chúng ta quét chùa, ở nhà quý vị quét nhà không có phước, không có một mảy phước đức nào cả. Ở nhà chúng ta quét nhà chỉ là bổn phận mà thôi. Còn chúng ta lên chùa, chúng ta quét sân chùa là chúng ta có phước đức. Vì sao? Khi chúng ta quét chùa có cái bài kệ, cái bài kệ quét chùa: cần tạo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Có nghĩa là cần tạo, có nghĩa là siêng. Cần là siêng, tạo là quét, già lam địa là đất già lam. Siêng quét đất già lam, thời thời sanh phước huệ, có nghĩa là thường thường tăng trưởng phước đức và trí tuệ. Tuy vô tân khách chí, có nghĩa là tuy không có khách đến. Tân khách có nghĩa là khách mới đến. Tuy không có khách đến, diệt hữu thánh nhân hành, có nghĩa là cũng có các vị thánh đi. Tuy không có khách đến nhưng mà các vị thánh, chư thánh, chư Bồ Tát đi lại ở trong đất Già Lam. Nên chúng ta quét sạch là để cúng dường bước chân của hàng thánh, hàng Bồ Tát thanh văn. Nên chúng ta có công đức và phước huệ. Cho nên chúng ta quét đất ở chùa nó khác, quét đất ở nhà nó khác. Cho nên là có những người Phật tử khi việc nhà đã xong, gác bỏ muôn duyên, phát tâm đến chùa, ở luôn trong chùa làm công quả mà chỉ quét chùa thôi, thì cái vị đó cuối đời cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và từ từ cũng tăng trưởng cái trí tuệ. Bởi vì nó chiêu cảm, cái tâm của mình chiêu cảm với các bậc hiền thánh ở trong chùa. Vì sao? Con thơ nhớ mẹ thì mẹ mới thương tưởng đến con thơ. Cũng vậy, chúng ta biết cung kính chư hiền thánh ở đất Già Lam, ở đất Phật, thì quý ngài cũng chiêu cảm và thương tưởng đến chúng ta. Và quý ngài cũng gia trì chứng minh công đức của chúng ta, cho chúng ta có phước báo và trí tuệ. Để đời sau chúng ta không còn vô minh, đời sau chúng ta là một người có thân tướng đoan trang, có đầy đủ phước đức nhân duyên. Như hôm nay chúng ta, tất cả những người chúng ta có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay là chúng ta đã có phước đức nhân duyên, nên chúng ta mới hội nhập đạo tràng, mới nghe được chánh pháp. Thì chúng ta phải giữ cái hạt giống phước đức nhân duyên này, giữ bồ đề tâm của chúng ta. Đến chùa làm những việc gì dù nhỏ trong chùa, chúng ta cũng đều có phước đức nhân duyên cả. Cho nên tất cả những việc chúng ta đến làm trong chùa và tất cả những gì chúng ta có khả năng cúng dường đều là hộ trì tam bảo, và chúng ta sẽ sanh phước đức nhân duyên. Thay vì một ngày đó, một ngày để chúng ta ở nhà đi chợ nấu ăn, lo cho gia đình, đó là bổn phận của một người vợ, bổn phận của một người mẹ, bổn phận của một người con mà thôi. Nó hạn cuộc trong cái gia đình nhỏ. Mà chúng ta biết buông cái gia đình nhỏ để chúng ta đến đây vào hội nhập đạo tràng này là chúng ta nhập vào cái gia đình lớn, bỏ cái nhỏ mà lấy cái lớn. Quý vị hãnh diện không? Hãnh diện không? Mình bỏ cái nhỏ thì mình có cái lớn. Mình vào đây mình có phước đức nhân duyên nó lớn hơn. Cái tam bảo mà là Phật Pháp Tăng. Cho nên
Thời pháp ngày hôm nay, một thời pháp ngắn, cô đem đến để chia sẻ cho toàn thể quý vị Phật tử chúng ta. Mong rằng quý vị Phật tử chúng ta dù có hay không, chúng ta cũng nên gột rửa tâm trí, trang nghiêm thanh tịnh, chánh niệm khi chúng ta đã phát tâm và đến chùa để tu học, để trau dồi, để sửa đổi, thì chúng ta luôn luôn giữ tâm ý đó trước sau như một, không để vì một nguyên nhân và lý do gì mà chúng ta lỡ mất chánh niệm, mà chúng ta buông lung tâm ý, chúng ta quên mất tâm ban đầu. Và như vậy, sau thời pháp này, cô rất mong toàn thể quý vị Phật tử, khi đã khao khát đến chùa để được học Phật, được nghe Pháp, được niệm Phật, để giữ lòng thanh tịnh trang nghiêm, thì cô cũng kính chúc toàn thể quý vị trong ngày hôm nay được một ngày tu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh công đức quý vị một ngày tu trọn vẹn, trọn phần hoan hỷ, an lạc và thanh tịnh để trau dồi giới đức thân tâm của toàn thể quý vị Phật tử. Và giờ này thời pháp cũng xin chấm dứt tại đây. Kính chúc toàn thể quý vị Phật tử dồi dào sức khỏe, Bồ đề tâm luôn kiên cố để trở về mỗi tháng trở về với đạo tràng chùa Phước Phú để tu học, trau dồi thân tâm. Nam Mô Di Đà Phật.